Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh Đi Qua Tình Hình nha. Ok, thì anh em cắt cái clip này thì đợt trước mình có thông báo với anh em là có tạm nghỉ thời gian ha, bởi vì đợt đó là đang dịch đang ở rất là cao trào ha, thời điểm rất là nhạy cảm, cho nên mình có tạm hoãn tất cả nha. Bởi vì tính ra đợt đó nếu mà đi lấy hàng này kia cũng rất là không nên ha. Đó. Bởi vì anh em biết giãn cách xã hội thì tuân thủ thì mọi người phải cách nhau tới 2 mét thì nói chung không. Ở đây thì anh em cũng thấy là tất cả hàng đều là hàng của mình được trước khi có dịch anh em á. Bởi vì nếu mà dịch thì việc lấy hàng gần như là không thể anh em á, rất là khó ha. Ok, thì mình cái clip tổng quan trước thì các clip tổng quan thì mình sẽ giới thiệu tổng quan cho anh em chứ mình không có báo giá ha. Những cái clip cụ thể như vậy thì anh em sẽ thấy được rõ tất cả các tình trạng và giá cả cụ thể nha. Rồi thì chính xác thì tới ngày 15 tháng 4 thì nó mới hết cái đợt cách ly xã hội do nhà nước đưa ra ha. Nhưng mà anh em biết các cái sàn thương mại điện tử này kia như Sendo, Lazada hoặc là Shopee thì vẫn giao nhận bình thường nha. Và bên cái đơn vị giao nhận của mình là đơn mình có làm việc với đơn vị đó là VNPost á, là bên Bưu điện thì vẫn giao nhận bình thường ha. Nhưng mà mình từ giờ cho tới tầm, nếu mà sớm hơn thì mình sẽ thông báo ha, còn nếu không thì từ giờ cho tới tầm ngày 15 tháng 4 thì mình sẽ ship hàng nha. Anh em nào mà lần đầu mua kênh mình thì anh em rất là thông cảm, thì anh em vui lòng cọc trước nha, có thể bằng cả điện thoại ha. Và nếu mà anh em quen rồi thì mình sẽ chốt ha. Mình sẽ gửi tầm có thể trước ngày 15 một tí, hoặc là nếu mà đúng thì là sẽ ngày 15 mình bắt đầu gửi hàng nha. Rồi bây giờ tới ngày 15 mình sẽ đăng clip đều đặn anh em ha. Anh em nào quan tâm thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh nha. Và anh em bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật các video bên mình một cách nhanh nhất nha. Rồi. Ok, thì đầu tiên mình giới thiệu với anh em một số cái bộ game nha. Nó sẽ phù hợp với rất là nhiều cái nhu cầu của anh em ha. Đôi khi anh em cần một cái bộ bình thường thôi để anh em có thể sử dụng trong nhà thì anh em có thể mua những cái bộ phía sau này ha. Đó, giá nó sẽ rất là ok, mà ở đây chỉ có mỗi một bộ này thôi, là hàng đó là hàng Thái Lan xuất Nhật nha, còn lại tất cả các kèm này đều là hàng của Nhật hết, cho nên chất lượng nó sẽ rất là tốt nha. Tuy nhiên mỗi hãng thì cái chất lượng nó sẽ khác nhau, ví dụ như top đầu như là Fujiya, Mary hay là Victor này kia thì chất lượng nó sẽ cao hơn những cái hãng khác nha. Đó. Giá nó cũng phù tùy vào cái tình trạng mới cũ nữa nha nè, bởi vì tất cả những cái hàng này là hàng đã qua sử dụng nha. Nhưng mà nếu mà anh em đã từng chơi hàng Nhật thì anh em biết những cái hàng mà hàng bán ngoài bãi ha, những cái hàng mới chưa sử dụng thì phải anh em phải qua lựa chọn rất là kỹ nha. Bởi vì thường nếu mà không kỹ là khả năng rất là cao sản xuất ở Trung Quốc ha. Bởi vì hàng mới bây giờ anh em biết gần như các cái nước nào cũng có nhà máy đặt ở Trung Quốc hết. Nên những cái cây hàng mới như vậy nó sẽ rất là đẹp nha, nhưng mà anh em biết cái chất liệu thép của nó thì so với cái đục Nhật thì nó không bằng được một góc ha. Được cái nó rất là mới, rất là đẹp ha. Đó. Thì trước đây mình có bán một cây kềm Lotter, cây kềm River Lotter thì mình cũng là bị dính hàng Trung Quốc ha. Đợt đó thì mình cho thu hồi rất là nhiều. Cho nên những cây hàng mới này thì mình thường sẽ không có khẳng định được nó là hàng Nhật nha. Đó. Rồi cho nên hàng mới này mua bãi thì kể cả đi bán mua thì anh em đều phải rất là cẩn thận ha. Đôi khi cái chữ Made in Japan ở trên những cái thân này nó cũng không có nói được nhiều điều anh em nha. Đó. Rồi, ví dụ như vậy thì vấn đề là anh em cố gắng mua được cái cây hàng đời cũ nhưng mà nó mới ở cái mức càng mới thì càng tốt ha. Đó, thì những cây đời cũ thép nó rất là tốt ha. Đó. Những cái này thì anh em cắt đinh vô tư luôn nha. Thực chất cái công dụng chính của nó sinh ra chỉ là cắt dây điện thôi, nhưng mà anh em cắt đinh, những cái đinh đóng xuống gỗ thì anh em vẫn cắt rất là tốt ha, bởi vì cái độ cứng rất là cao. Rồi, mình dông dài hơi nhiều á thì mình sẽ giới thiệu anh em cái bộ đầu tiên nha. Bộ này là full màu xanh lá luôn á, giá là 300.000 anh em nha. Cái combo này là size nó cực kỳ chuẩn luôn anh em nha. Bởi vì những cái cây kìm cắt kìm nhọn thì size nó là size, là size mình gọi là size 15. Khi anh em đo ra là nó tới tầm 16.5 anh em nha. Đó. Size rất là chuẩn ha.
khai mắt em thấy chữ Mr. D, nhưng mà thực chất mình nghĩ đây là cũng là từ một cái hãng cùng hãng thôi anh em ha, 3S nha. Thì những cái này thì nó sẽ mình thấy bên ngoài nó còn rất là mới nè em ha, nó chỉ hơi dính tí nhớt này kia thôi ha. Size này rất là còn bề mặt còn rất là đẹp anh em nha. Đây, cái kim nhọn của 3S luôn anh em ha, cao su còn rất là ok luôn. Thường mấy kim nhọn này thì cái răng nó thì sẽ không có đẹp ha, nhưng mà cái này anh em thấy răng còn rất là tốt luôn nha. Đây, đây là một cái kem 3S, cái này cũng là size lớn anh em nha, bởi vì size nhỏ nó thì nó tầm vậy thôi nè. Anh em dễ hình dung á, cái này nó sẽ là 18.5 anh em nha, size rất là lớn ha. Đó, size này nó là lớn size gia đình anh em nha, size gia đình thì tầm 16.5 nữa, cái này thì nó cũng tương đối là lớn rồi. Em thấy cái mặt còn rất là đẹp nha, răng ha, răng rất là chuẩn luôn ha, mép này thì chắc chắn là cắt ngọt rồi anh em nha. Rồi, ok, bộ số 1 này thì nó là rất là đồng bộ ha, giá là 300.000 cho 3 cây nha. Rồi tới bộ số 2 cũng là cả đều là của Mary hết anh em nha, nhưng mà nó tới 3 màu khác nhau nha. Thì cái đầu tiên này thì là size của 18.5 anh em ha, size nó size 18.5 nha. Tới tính cái vỏ nó hơi dài tầm gần 19 nha. Thì anh em thấy cái mặt nó thì anh em thấy có chữ Mary nè, hàng chất lượng cao đàng hoàng ha. Đó, phía sau nó có cái vằn ốc nè. Răng nó thì anh em thấy nó có hơi mòn nha. Đó. Đó, rồi, mình thấy cái phần cắt nó thì ha, cắt còn khá tốt anh em ha. Đó. Đặc biệt size lớn là cái Mary thì chất lượng nó rất là cao anh em nha. Đó. Rồi, một cái cây kìm mà kìm nhọn này, cây này còn rất là ok anh em ha, giá cái vỏ nó hơi xấu thôi, nhưng mà ở đây nó xếp trong cái bộ nó giá rất là thấp, thì với cái chất lượng này nó cũng rất là ok rồi ha, rất là ngọt nha. Rồi, còn một cây kìm miệng xéo anh em nha, kìm cắt miệng xéo này thì nó sẽ rất phù hợp để anh em đưa vào những cái góc hẹp ha, hoặc là anh em cần cắt sát bên một cái mặt phẳng nào đó thì những cái này thì nó sẽ phát huy tác dụng rất là tốt anh em ha, chắc rất là ngọt nha. Mary nha, cái này cũng là size 16.5 anh em ha. À, 15.5 xin lỗi anh em, 15.5 nha. À, những cái này anh em nhìn vậy nè, nhưng mà thép nó cực kỳ tốt luôn anh em nha. Bộ số 2 này nó không có đẹp bằng cái bộ số 1, nhưng mà mình nghĩ thép thì nó sẽ tốt hơn ha. Cái điều bề ngoài nó thì không được đẹp lắm. Cái bộ số 2 giá 250 nha. Bộ này vẫn có size lớn anh em nha. Em thấy cái kìm điện nó là size 18.5 anh em ha. Còn cái bộ này thì nó sẽ rất là rẻ luôn. Giá là 150 nha. Cái bộ này là tất cả đều là hàng giống như là chưa sử dụng anh em ha. Đó. Hãng đa số là của M&M hoặc là những cái hãng nó là của Thái Lan á. Được cái nó rất là mới, và chắc chắn với một điều là nếu mà anh em mua hàng chợ thì nó sẽ không bằng được cái này ha. Thua cái này rất là xa luôn ha. Đó. Thép nó cũng rất là tốt anh em nha. Xuất Nhật mà. Đó. Giá thì cực tốt luôn ha. Đó. Cái này thì mép như mới luôn nha, răng cũng vậy ha. Cái này size là size cũng size lớn luôn em ha, size lớn mà. 18.5 nha. Đó. Nói chung không có cắn móp gì hết, nha, chỉ cần về rạ nhắm mình là cực đẹp luôn ha. Đó. Cái kim nhọn cái này 16.5, cái này cũng vậy ha. Cái này cũng giống như chưa xài ha. Cái này cũng là hàng của Thái Lan luôn em nha. Cái này rất là mới luôn ha. Và một cái kìm kìm cắt anh em thấy giống cái form giống như kìm cạp với kìm nhổ đinh ha. Nhìn rất là hay ha. Anh em thấy nè, nếu mà hàng chợ anh em mua về là ba giớ nó sẽ đầy luôn nha. Nhưng mà cái này, ba cái này độ hoàn thiện nó rất là cao anh em ha. Đó. Ok, cái này thì tầm 12-13cm thôi. Cái này sẽ nhỏ. À, bộ số 3 là giá 150.000 nha, cực kỳ rẻ luôn ha. Tới bộ số 4 thì cũng giá là 150.000 em ha.
Cái này là của Victor anh em nha, cái này size nhỏ thôi, 13 cm thôi. Cái này thì mình nghĩ là cắt cái con rất là ngọt thôi, nhưng mà nó hơi chặt tí nữa. Này phải ngâm rồi 7 thôi anh em ha. Bộ số 4 là giá 120 thôi nha anh em. Vì cái độ hoàn thiện nó ở cái mức khá là thấp ha. Tuy nhiên nó là hàng của những cái hãng rất là tốt. Ví dụ như cái này là của Mary ha, Pro Mary. Đây là của Top và cây kia của Victor nha. Đó, đều là những cái hãng mà thép nó rất là tốt em ha. Cái này là cây kia phe nhưng mà nguyên zin luôn nha anh em. Cái đầu là nguyên zin luôn ha. Cái đầu nó không có được đẹp lắm ha, nhưng mà cái này là hãng của Top cho nên thép nó sẽ cực kỳ tốt luôn nha. Đó. Cái này thì size đó là chắc là tầm 16.5 ha. 16.5 17 gì đó anh em ha. Rồi. Là cây này là cây Mary, cây này size rất là khủng luôn ha. Con này tới 20 nha. Form con này thì rất là độc lạ ha, nhiều chức năng. Tuy nhiên thì cái răng thì còn rất là đẹp luôn nha. Đó, răng này đẹp ha, chỉ có cái mép này thì mép cắt này thì anh em cắt dây điện nhỏ thôi thì được ha, chứ còn không cắt dây lớn được bởi vì nó bị mẻ một tí đây ha. Còn dây điện thì anh em cắt vẫn tốt anh em ha. Đó. Anh em thấy nó có mẻ này nha, còn cái này bấm cốt được luôn anh em ha. Pro Mary ha, cái này thì thép cực tốt rồi. Đó. Đây. 120 nha. Rồi đó thì thích hợp cho anh em mua về vệ sinh rồi có thể thay thêm tay nấm này kia ha, sẽ rất là ok. Rồi tới cây số 5 nha.